Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nemo TV của thằng Hana cũng như kênh YouTube xem lại ha. Mình giờ mới chỉnh cái cam cho nên là mình tắt xong bật lại. Bây giờ mình phải quay tiếp tục này. Vào game thôi. Hôm trước mình chơi tới đây rồi nè.
The bridge is broken. Maybe the rock can help. Okay. All right. Hurry! I don't think they can hold it for long. Ah! Yay! Giúp tụi mày phải cái kết. There she is. The bridge is broken. Maybe the rock can help. All right. Woohoo! Hurry! I don't think they can hold it for long. Kịp. Sao kịp? The bridge is broken. Maybe the rock can help. You need to get across, Kena. There could be a relic over there. All right. Woohoo! Hurry! I don't think they can hold it for long. This pack is tiny. It looks like it could have belonged to one of the children. That corruption is powerful. There must be a relic nearby. I need to find another way around. The forest has become too dangerous, Toro. The village is the safest place for you. If you hurry, you can make it back before sundown. I'll come for you when my work here is done.
cái gì rồi? Kỳ ta. Nè, mình đã lộn chỗ rồi. Ôi thề. Quá.
nó té chết rồi. Xếp phát. Come on.
hồi máu cho mình. Để nó nửa cây và mình hãy bơm. Thank you.
nhau mà cày. Ô đây căng nha, có cặp tay căng nha. Một, hai,
Ba. Chó này chạy chạy mất chạy nè. Với con này xong cái trồng cằm trầm cảm luôn á. Đã chốt rồi còn chơi hàng nữa chứ đậu không. Con này không biết sao luôn á.
trốn đi cho. Có bình máu à, cho bình máu bắn chạy được chứ. Over game. Trốn đi chó, tao biết cái đẹp yếu ai rồi. Điểm yếu mày đây. Ây da.
rồi. Mày trốn đi đâu, chó? Có rừng bông nè, đẹp phải. Found Mr. Russo. Come on, this way. Tao đánh thấy mẹ luôn cho tao thở cái. Nó coi đánh con này mất bao nhiêu phút. Wow! Nửa tiếng. Sao tao có quát tao nửa tiếng không? That up? Rồi tờ ít.
chiêu này hầu như là mình ít dùng luôn á. Mọi người có nghe tiếng chó sủa không? Đây, tụi bay đỡ tao. Ủa? Em là kiểu đi chu du hả? Ờ, nó vừa phiêu lưu, nó vừa giải đấu, mà nó vừa cốc chuyện thôi. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. The trees here grew strong, drawing on its energy. And the land was once in perfect balance. Giống kiểu tựa như kiểu game Tomb Raider. Like all things, the mountain shrine follows a natural cycle. Cái cơ chế game nó khác. One that our village struggled to understand. Đẹp không? As the shrine's power began to fade, a devastating famine struck our village. Taro lost his parents, and he was left to take care of Benny and Saya. I should have done more to help Taro. And now I can only watch as his spirit struggles. We can still help Taro, Rusu. There's a relic covered by the corruption at your house. But I need a way to break through. That weapon you carry, I sense it holds a deeper power. The staff belonged to my father. It's been in our family for generations. He must have been a great spirit guide. I may be powerless against the corruption, but I can teach you a new way to fight it back. To a trained archer, the bow is simply an extension of the body. Ông này là cung thủ rồi. A spirit guide staff is no different. Ơ, người nhà. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. Draw on its power. Đâu? Mình chuẩn bị dùng cung thôi. Wow. Dùng cung nữa rồi. Try using your bow. Dùng cung là chủ yếu là bắn xa thôi. Finished. Feel free to practice at the other stations I've set up. Wow. Lotto. Back again. I'll toss up another set of targets. Ờ, nó bắt lặp lại rồi, phải nhanh và lẹ cơ.
shit. Khó thế. Cái này nó hay quá, danh mà lẻo nữa. Back again. I'll toss up another set of dice. Yes! Wow, great shot. Một lần được luôn. Tí nữa. Dặn bà biết miếng nữa. Back again. I'll toss up another set of targets. Ủa, mình hãy thử lại nè. Thôi chú ơi, chú cháu xong rồi mà. Ơ. Địt. Ồ, nếu như không làm tí nữa cũng phải thử cái này. Back again. I'll toss up another set of targets. Your bow is awesome. Can you pick that up? Có gì ở đây nè? Phía dưới bức tường này nè. Giờ đi đâu nữa? Bữa nay đã tiền tôi sủi thiệt à. Hôm qua nói chơi mà. À, đây đã tiền tôi sủi rồi. Mọi người khỏi hỏi. 11 giờ ổng không like là biết rồi. Thank you.
Back again? I'll talk. Back again? Back again. Oh. Wow, great shot. Back again. I'll toss up another set of tongs. Vậy là xong hả? Your bow is awesome. Nhờ sao? Phải đi giải đấu tiếp chứ sao? Đây. Right over there. Ơ. Anh lại mà còn nhanh đó hả? Thôi, mai chơi tiếp. Mai chơi tiếp ha mọi người ha. Chơi game này nhiều trầm cảm lắm. Ok. Bye bye mọi người, xem lại nha.